Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, cuộc tấn công lớn chưa từng có của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga không chỉ khiến Điện Kremlin bất ngờ mà còn bộc lộ lỗ hổng phòng thủ của Nga ở vùng biên giới. Giao tranh dữ dội vẫn diễn ra ở biên giới. Ukraine cho biết đã tiến hành thêm một đợt đột kích sâu vào trong lãnh thổ Nga, cách khu vực giao tranh tại Kursk khoảng 240 km. Chuyên gia George Barros thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW nhận định, việc Ukraine xâm nhập vào khu vực Kursk sẽ khiến các chỉ huy quân sự của Nga phải xem xét một số vấn đề mà họ chưa từng đối mặt kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022. Đó là Nga đã không đầu tư nhiều nguồn lực để bảo vệ biên giới nước này, thay vào đó chỉ tập trung đưa quân tới Ukraine. Trước đây, Kiev được cho là không có khả năng thực hiện bất cứ cuộc tấn công mạnh mẽ nào vào lãnh thổ của Nga. Chưa kể nước này cũng bị hạn chế về cách sử dụng các loại vũ khí do phương Tây cung cấp. Điều đó khiến Nga cho rằng lãnh thổ của họ vẫn luôn được đảm bảo an toàn. Nhưng chiến dịch đột kích tại Kursk đang chứng minh điều ngược lại, đồng thời đặt ra thách thức lớn đối với các kế hoạch của Nga nhằm hoàn thành những mục tiêu lớn trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo ông George Barros, trong 2 năm qua, quân đội Nga dường như ít chú ý đến việc bảo vệ vùng biên giới giáp với khu vực đông bắc Ukraine. Ông George Barros lưu ý, khoảng 1.000 km biên giới của Nga không có đủ lực lượng bảo vệ cũng như không được củng cố tuyến phòng thủ. Moscow có lẽ đã triển khai một phần lực lượng bảo vệ biên giới để tham gia các hoạt động khác tại Ukraine. Ông Barros nhận định, sau cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk, Nga đã tập trung mọi nỗ lực để đẩy lùi đối phương và điều này có thể thay đổi bản chất cuộc chiến. Sau gần 2 tuần giao tranh, Ukraine tuyên bố kiểm soát hơn 1.150 km2 lãnh thổ Nga. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrsky cho biết, diện tích lãnh thổ biên giới Nga mà Ukraine chiếm được trong tuần đầu tiên gần bằng diện tích lãnh thổ mà Moscow đã chiếm được ở Ukraine kể từ đầu năm đến nay. Trước đây, Ukraine chủ yếu dùng phương tiện không người lái cùng với vũ khí tầm xa, tấn công vào các tài sản quân sự trên đất Nga như sân bay, kho bãi và nhà máy lọc dầu. Kiev rất hiếm khi triển khai binh sĩ vượt biên vào Nga. Theo ông Barros, Nga cần phải xem xét một cách lâu dài những thách thức ở khu vực biên giới của nước này. Một mặt do việc xây dựng hàng rào phòng thủ vững chắc cần rất nhiều thời gian. Mặt khác, nỗ lực mà Nga thực hiện sẽ phụ thuộc vào diện tích lãnh thổ mà Ukraine đang nắm giữ. Ông Barros nhận định, Ukraine dường như đã thành công trong việc gây sức ép lớn đối với quân đội Nga. Moscow cần cân nhắc thận trọng việc tái triển khai những đơn vị nào ở tuyến đầu của Ukraine đến để bảo vệ Kursk. Một số thông tin nguồn mở cho thấy, Nga đã rút bớt lực lượng từ các khu vực chiến đấu có mức độ ưu tiên thấp hơn ở Ukraine, chẳng hạn như khu vực Kharkov, Kherson, Zaporizhia. Hãng CNN dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ tuần trước cho biết, Nga đã điều động hàng ngàn binh sĩ từ Ukraine đến Kursk. Ngoài ra, nước này cũng đưa thêm lực lượng đến từ Kaliningrad. Tuy vậy, không có dấu hiệu cho thấy Nga rút quân khỏi các khu vực ưu tiên ở phía đông Ukraine, nơi họ đang giành được nhiều lợi thế. Tờ Business Insider nhận định, các chuyên gia về xung đột cho rằng, việc Ukraine xâm nhập vào Kursk có thể nhằm mục đích khiến cho Nga phải dàn trải lực lượng và chịu áp lực lớn. Ông Barros đánh giá, nếu Nga quyết định tái triển khai nhiều lực lượng để bảo vệ vững chắc 1.000 km biên giới, thì đây sẽ là một sự thay đổi đáng kể vì các lực lượng này sẽ phải đảm nhận nhiệm vụ lớn hơn và có nguy cơ bị sa lầy trong các cuộc giao tranh ở biên giới. Điều đó sẽ làm giảm tính linh hoạt của Bộ Chỉ huy Nga trong việc lập kế hoạch hoạt động tại Ukraine. Về lâu dài, nó sẽ khiến Nga mất nhiều nguồn lực và khiến cuộc xung đột mở rộng. Theo các chuyên gia, Nga vẫn duy trì được lợi thế lớn trong cuộc xung đột, bất chấp sức ép to lớn tại khu vực biên giới. Thêm vào đó, Nga không cần phải phân tán quá nhiều nguồn lực để bảo vệ các mặt trận trong nước như Ukraine. Trái lại, Kiev phải đầu tư số lượng lớn nhân lực và vật lực để bảo vệ các nhà máy điện, tuyến đường sắt, không phận, hàng viện trợ do phương Tây cung cấp. Nhờ có lực lượng lớn hơn nhiều, Nga đã khiến quân đội Ukraine bị kéo căng dọc theo tuyến đầu và gây sức ép lớn cho họ. Theo bài nhận định đăng trên tạp chí Mỹ National Interest của nhà nghiên cứu tại Hội đồng Chính sách Đối ngoại Mỹ ở Washington, Elliot Petrov, trong 2 tuần qua, Ukraine đã đưa cuộc giao tranh với Điện Kremlin lên đất Nga. Cuộc tấn công của Kiev bao gồm cuộc đột kích táo bạo vào khu vực Kursk của Nga, được thiết kế để đưa cuộc giao tranh đến với lực lượng Nga và kéo quân chiến đấu của Nga ra khỏi lãnh thổ của Ukraine. Theo nhà nghiên cứu Elliot Petrov, cho đến nay, cả chính sách của Mỹ và châu Âu
đều được định nghĩa bằng sự thận trọng và sự sợ hãi trước việc Nga chấp nhận rủi ro, trong khi Tổng thống Biden đã cam kết ủng hộ giao tranh của Ukraine cho đến khi nào cần thiết. Trên thực tế, chính quyền của ông đã chậm trễ trong việc cung cấp cho Ukraine vũ khí mà họ có thể giành được chiến thắng quyết định. Và ngay cả khi đã làm được, khoản viện trợ đó vẫn đi kèm với những hạn chế nặng nề có tác dụng hạn chế tiềm năng chiến đấu của Ukraine. Trong khi đó, các quốc gia châu Âu đã học theo Washington và ổn định trong một chiến dịch dài nhằm hỗ trợ gia tăng cho Ukraine. Kết quả là một tình huống mà ít nhất là cho đến gần đây đã trở thành bế tắc chiến lược và giao tranh vị trí. Đó là phương trình mà Ukraine đang cố gắng thay đổi khi tiến vào Nga. Tuy nhiên trong quá trình này, nó cũng phơi bày sự hạn chế trong các mối đe dọa gia tăng chiến lược của Moscow để đáp trả những thất bại trên chiến trường. Kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, phương Tây đã lo ngại rằng chọc giận có thể thúc đẩy Nga sử dụng vũ khí hạt nhân và gia tăng các cuộc giao tranh thành một cuộc đối đầu toàn diện với NATO. Nhưng việc Ukraine đang tiến về phía Bắc, thông qua đó đã chiếm được hơn 1.000 km2 tỉnh cớt của Nga, đã không nhận được nhiều phản ứng từ Nga. Điện Kremlin đã huy động để đáp trả tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên bang trong khu vực và tái triển khai quân đội, xe tăng và pháo binh từ mặt trận Ukraine. Cho đến nay vẫn chưa được thành công để đánh bại lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, điều mà Nga chưa làm là đáp trả Ukraine hoặc các đối tác của nước này bằng bất kỳ biện pháp gia tăng căng thẳng nào đáng kể. Tổng thống Nga Vladimir Putin không đẩy mạnh cuộc xung đột theo cách thông thường. Ông cũng không sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại nước láng giềng phía Tây của Nga, như các quan chức Nga đã đe dọa trong quá khứ. Ngay cả khi quân đội Ukraine hiện đã cố thủ trong lãnh thổ Nga, Điện Kremlin vẫn chưa thực hiện bất kỳ động thái nào để có thể đe dọa gia tăng xung đột hơn nữa. Moscow đã sử dụng hầu hết mọi nguồn lực quân sự trong tầm tay để cố gắng khuất phục Ukraine. Do đó, Nga khó có thể thực hiện các động thái khiêu khích đến mức có thể đẩy sự tham gia trực tiếp của NATO. Dường như Nga không thể làm được điều để đảo ngược tình thế với Kiev mà không khiến NATO tham gia vào cuộc xung đột. Tuyên bố của ông Putin sẽ là sẵn sàng tăng nhiệt nếu cuộc giao tranh không diễn ra theo ý mình. Nhưng thực tế vẫn chưa diễn ra như vậy. Tất cả xe tăng, pháo binh, máy bay, tên lửa và tàu của Nga đều được cam kết hết mức, có thể mà không khiến cho Nga phải chịu đựng các cuộc tấn công khác. Nhưng có những giới hạn thực tế đối với những gì Nga có thể làm để trừng phạt phương Tây. Nói cách khác, cuộc tấn công táo bạo của Ukraine đã phơi bày một vài sự thật quan trọng. Mặc dù đang bị bao vây, Ukraine vẫn có thể tìm cách phá vỡ thế bế tắc và giành được chiến thắng trong cuộc giao tranh này. Trong diễn biến mới nhất, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra quyết định đáp trả cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kursk và những người chịu trách nhiệm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Đại sứ Antonov nói với các phóng viên rằng, tôi chân thành nói với các bạn rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra quyết định. Tôi tin chắc rằng mọi người sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc vì những gì đã xảy ra ở khu vực Kursk. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng chính quyền Kiev đã có hành động khiêu khích và bắn bừa bãi kể cả vào các mục tiêu quân sự. Ông Putin nhấn mạnh rằng kẻ thù sẽ nhận được sự đáp trả xứng đáng và mọi mục tiêu mà Nga đã đặt ra sẽ đạt được. Thưa quý vị, tuyên bố mới đây của Ukraine cho biết các hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất đã được sử dụng như một phần trong hoạt động nhằm làm gián đoạn công tác hậu cần của Nga ở Kursk. Đây cũng là lần đầu tiên Kiev thừa nhận sử dụng HIMARS trong quá trình xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Washington hiện chưa đưa ra bình luận trực tiếp liên quan tới việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất ở vùng Kursk. Dù các đồng minh cấm Ukraine tấn công tầm xa vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây, nhưng lại cho phép Kiev sử dụng chúng để tập kích các khu vực biên giới kể từ khi Nga triển khai tấn công vào Kharkiv. Theo Newsweek, trong đoạn phim video mới được công bố, các cầu phao bắc qua sông Sem ở vùng Kursk của Nga có thể được nhìn thấy từ góc quay của một chiếc máy bay Ukraine trước khi cầu bị phá hủy. Vũ khí mà Ukraine sử dụng trong vụ tấn công được cho là HIMARS của Mỹ. Vụ việc xảy ra sau khi Ukraine phá hủy 3 cây cầu khác bắc qua sông Sem, vốn là các tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Nga. Ngày 19 tháng 8, Tư lệnh Không quân Ukraine, Trung tướng Mykola Omitschuk xác nhận Kiev đã phá hủy một cây cầu ở Kursk và tước đi năng lực hậu cần của đối phương. Một kênh Telegram của Nga cũng đưa tin cuộc tấn công nhằm vào cây cầu ở làng Svanoze ở Kursk sử dụng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Ukraine đã phá hủy hoàn toàn một cây cầu bắc qua sông Sem gần làng biên giới Vladkovo ở vùng Kursk bằng vũ khí do phương Tây sản xuất và có thể là HIMARS của Mỹ. Ukraine đã bất ngờ đột kích vào vùng biên Kursk của Nga ngày 6 tháng 8.
Cuộc tấn công đánh dấu lần đầu tiên quân đội Ukraine giành được quyền kiểm soát một phần trong lãnh thổ Nga. Theo trang điều tra Agentsvo của Nga, trong khoảng 24 giờ, lực lượng Ukraine đã tấn công hai tuyến công sự chính ở Kerch, khiến Nga phải mất hơn 2 năm rưỡi và hơn 170 triệu đô la Mỹ để xây dựng. Mặc dù đã điều thêm quân dự bị tới Kerch, Moscow vẫn gặp khó khăn trong việc ngăn chặn bước tiến của quân đội Ukraine. Trong khi Kiev khẳng định tiếp tục củng cố quyền kiểm soát ở các khu vực đã chiếm đóng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine đã kiểm soát ít nhất 80 khu vực định cư ở Kerch. Ukraine cũng nhấn mạnh, thay vì chiếm giữ vĩnh viễn lãnh thổ Nga, cuộc tấn công vào Kerch nhằm mục đích cắt đứt hậu cần của Nga hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và bảo vệ lãnh thổ quốc gia khỏi các cuộc tấn công từ trên không có sức tàn phá cao của Nga. Hãng tin RIA Novosti của Nga trích dẫn nguồn tin từ các dịch vụ khẩn cấp địa phương cho biết các lực lượng Ukraine đã tấn công phá đường sắt Railway Ferry tại cảng Kavkaz ở Krasnodar của Nga ngày 22 tháng 8. Cuộc tấn công bằng tên lửa được cho là đã gây ra một đám cháy lớn và một tàu chữa cháy đã được điều động đến hiện trường. Cho đến nay, vẫn chưa có báo cáo nào về thương vong. Fedor Babenkov, người đứng đầu quận Temriak, nơi có cảng Kavkaz, viết trên tài khoản Telegram chính thức của mình rằng chiếc phà bị nhắm mục tiêu đã chở 30 thùng nhiên liệu. Ông Fedor Babenkov nói thêm, 12 đội cứu hỏa và 3 đội cứu thương đang làm việc tại hiện trường. Theo kênh Telegram của Sở Chỉ huy Tác chiến Krasnodar, hơn 100 người đã tham gia dập tắt đám cháy, bao gồm 43 người từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga. Đơn vị cũng đã đóng góp 13 đơn vị thiết bị. RIA Novosti trích dẫn nguồn tin từ các dịch vụ khẩn cấp của Nga cho hay, 5 người được cho là đã có mặt trên phà khi tên lửa tấn công. Số phận của những người này chưa thể xác định. Trong khi đó, phà chở nhiên liệu của Nga đậu tại cảng Kavkaz được cho là đã chìm sau một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine. Quân đội Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Cảng Kavkaz là một trong những cảng hành khách lớn nhất của Nga. Nhiệm vụ chính của cảng này là phục vụ việc qua phà Kerch ở bán đảo Crimea. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, các lực lượng Kiev đã thường xuyên tấn công vào bán đảo Crimea và vùng Krasnodar Krai, cũng như tập kích các bến phà giữa hai khu vực này. Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22 tháng 8 tuyên bố, chiến dịch tấn công lớn của Ukraine và tỉnh Kerch của Nga là một phần trong nỗ lực có hệ thống nhằm chấm dứt cuộc giao tranh kéo dài 30 tháng qua theo những điều kiện của phía Kiev. Phát biểu trong một sự kiện tại Kiev, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh chiến dịch tấn công ngày 6 tháng 8 vừa qua của Ukraine nhằm vào tỉnh Kerch cũng như những biện pháp phòng thủ của Kiev tại miền đông Ukraine, nơi Nga đang tập trung đẩy mạnh các nỗ lực tấn công, là bộ phận của con đường chấm dứt cuộc chiến theo những điều kiện của đất nước Ukraine độc lập.